được trang bị 48GB RAM cực lớn, công nghệ cao gấp đôi so với thế hệ cả màn hình cũ, chuyên sử dụng cho hệ thống đồ họa khủng Deep Learning and AI. Hãy cùng chung khám phá xem chiếc cả màn hình RTX 6000 ADA Generation Lite Tech này xem có điều gì thú vị nhé. Chiếc cả màn hình này có kích thước to nhưng không hề bành trướng, thiết kế tản nhiệt lồng sóc giúp chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt 4 đến 8 chiếc cạc trên cùng một hệ thống. Thiết kế 4 cổng DisplayPort giúp chúng ta xuất được ra rất nhiều màn hình, tối ưu hóa hơn cho tiện ích làm việc. Ngoài ra, hãng còn trang bị thêm cho chúng ta cổng chuyển đổi DisplayPort to HDMI và một cổng chuyển đổi PCIe Gen 5 phù hợp hơn với những hệ thống nguồn mới. Khác với thiết kế trên những chiếc cạc gaming thì chiếc RTX 6000 ADA Generation này được trang bị cho mình hệ thống tản nhiệt lồng sóc. Nhược điểm là sẽ nóng hơn trên những chiếc tản gaming nhưng lại tối ưu hơn trên hệ thống lắp cùng một lúc nhiều cạc đồ họa. Sở hữu các công nghệ cao và mới nhất hiện nay, RTX 6000 ADA đến từ nhà Lite Tech mang lại cho người dùng hiệu suất công việc cao nhất, nhanh nhất và tiết kiệm thời gian vận hành. Mặc dù chiếc màn hình này không dành cho việc chơi game, nhưng sau đây thì mình sẽ test thử cho các bạn một tựa game, đó là game Cyberpunk. Một cái tựa game rất là hot ở thời điểm hiện tại với cấu hình cũng như là đồ họa rất là cao nhé. Ở hiện tại thì mình đã vào trong game rồi. Cái mức FPS nó đang cho ra rất là cao, 170 FPS trên giây. Khá là cao ở trên con cạc màn hình mà chuyên dành cho đồ họa này. Mình sẽ show cái setting của mình cho các bạn xem. Đây mình sẽ lướt qua về cái phần setting tổng này. Đây là setting về đồ họa này. Mình cài mọi thứ đều là 2 cả. Thì đối với một con cạc màn hình mà chơi game nặng như thế này, nó cho ra cái mức FPS là hơn 100 khung hình trên giây ở độ phân giải là Full HD thì nó khá là ngon. Nhưng mà các bạn mà chơi trên 2K thì sẽ không được cái mức setting như này, mà các bạn sẽ phải cài cái mức setting xuống dưới là Low hoặc là Medium thôi. Đó, đây mà bây giờ mình sẽ chạy cái benchmark nhá. Có nghĩa là chạy full luôn. Cả màn hình của chúng ta là con RTX 6000 ADA đang loát là 99 đến 100%. Mức nhiệt độ đang là 74 đến 75 độ C. Và cái tựa game này thì nó sẽ ăn vào cạc màn hình khá nhiều. Con chip của chúng ta thì nó đang chỉ chạy là 34 đến 35% thôi. Còn đâu cái cạc màn hình nó đang chạy đến 99 đến 100%, nó đang ở cái mức là full load. Với cái GPU power nó chính là cái mức nhiệt cái mức điện tiêu thụ là khoảng 275 W điện. Thì đối với một con cạc mà chuyên đồ họa hoặc là cho AI mà chơi game như này thì là chấp nhận được các bạn nhé. Thì ngoài cái nhu cầu mà sử dụng cho những cái hệ thống đồ họa cực lớn hay là hệ thống trí tuệ nhân tạo ra thì mọi người vẫn có thể dùng nó để giải trí. Vừa rồi thì mình vừa mới test xong chiếc cạc này. Mặc dù là chiếc cạc này sinh ra để làm những công việc như là làm đồ họa khủng hoặc là AI trí tuệ nhân tạo, nhưng hoàn toàn các bạn có thể dùng nó cho việc giải trí của mình nhé. Hãy follow kênh của Hacom để cùng chung unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất, review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống.